Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Hoàng Hà Channel. Một vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ được đón Tết này và đón Tết bên gia đình và người thân. Chính vì vậy mà bây giờ thì các bạn sẽ có rất nhiều nhu cầu để mua những cái món quà này dành cho người thân. Và một trong số đó ấy, thì sẽ có những chiếc điện thoại này, mua những chiếc smartphone dành cho ông bà và bố mẹ. Chính vì vậy mà trong video ngắn này ấy, thì mình sẽ tư vấn này, chỉ ra những chiếc smartphone nào mà đáng mua dành cho người thân vào dịp là cuối năm 2020 nhá. Và top những mẫu smartphone mình chuẩn bị kể tới ấy, thì sẽ phải đáp ứng đủ các tiêu chí như là pin trâu này, màn hình đủ to lớn để có thể là hiển thị cho ông bà bố mẹ đọc báo này và xem phim cho nó dễ, và ngoài ra thì cũng phải có một cái thương hiệu tốt. Và chiếc điện thoại đầu tiên mình kể tới ấy, chắc chắn đó chính là chiếc VinSmart Joy 4, bởi vì chiếc điện thoại này đang có mức giá cực kỳ là sốc tại Hoàng Hà Mobile khi mà nó có mức giá là 2.590.000 đồng. Thì chiếc VinSmart Joy 4 này chắc hẳn là các bạn cũng không quá gì là lẫn lỡ rồi. Với phần thông số này, chúng ta sẽ có một con chip là đủ dùng này, Snapdragon 665. Và ngoài ra thì màn hình cũng rất là tốt, Full HD cộng. Và một phần nữa đó chính là về phần viên pin cực kỳ là trâu và có cả sạc nhanh luôn. Thì mình nghĩ rằng là trong mức giá là 2.6 triệu của chiếc máy này thì các bạn không còn gì phải lăn tăn nữa khi mà mua về dành tặng cho người thân cũng như là ông bà và bố mẹ. Và chiếc điện thoại thứ hai mình kể tới đó chính là chiếc VinSmart Active 3. Khi mà chúng ta sẽ có những cái điểm mạnh gần như là tương đồng với chiếc VinSmart Joy 4 này, chúng ta sẽ có một cái viên pin là 4000 này, đủ tốt này. Con chip thì cũng rất là ngon, và ngoài ra một cái điểm mạnh cực kỳ to của chiếc VinSmart Active 3 đó chính là về phần màn hình, khi mà em nó được sở hữu một cái màn hình là AMOLED này, mang lại những cái trải nghiệm là cực kỳ phê về phần thị giác này, màu sắc cũng như là hình ảnh dành cho ông bà và bố mẹ. Và ngoài ra thì chiếc điện thoại này màn hình của nó còn vô khuyết luôn. Thì mình nghĩ rằng là chiếc máy này quá là tốt để có thể là đáp ứng cho bố mẹ, ông bà xem phim này cũng là đọc báo cực kỳ là phê. Và chiếc điện thoại thứ ba thì mình sẽ kể tới đó chính là chiếc Samsung Galaxy A12 với thương hiệu cực kỳ là tốt dành cho phụ huynh. Và mình nghĩ rằng là với chiếc Samsung Galaxy A12 nó sẽ phá bỏ đi hoàn toàn những cái điểm yếu ở dòng giá rẻ của dòng Samsung Galaxy khi mà chúng ta có một pin cực kỳ là trâu 5000 mAh, và ngoài ra thì cũng có sạc nhanh là 15W. Và chiếc điện thoại này thì màn hình cũng đủ rộng lớn để có thể là hiển thị đọc báo dành cho ông bà bố mẹ khi mà nó sử dụng một cái màn hình là 6.5 inch. Và về cái thương hiệu Samsung ấy thì chỉ cần ông bà bố mẹ cầm trên tay thôi là đã thấy thích và thấy tốt rồi, chứ không cần kể những cái trải nghiệm bên trong. Và ngoài ra thì chiếc điện thoại này còn được trang bị những cái ứng dụng nó sẵn rồi như là Zalo này, Instagram này, Facebook hay là Messenger để có thể là tiện sử dụng luôn mà không cần phải nhờ con cháu cũng như là nếu mà các cụ không biết. Một cái thương hiệu nữa mà cực kỳ ngon này và cũng chiếm được cái sự tin tưởng của ông bà và bố mẹ chắc chắn đó chính là chiếc Nokia 5.4 này. Khi mà chiếc điện thoại này sẽ có phần hệ điều hành cực kỳ là ngon với sự hỗ trợ đến tới là 2 năm để có thể là sử dụng lâu dài và mượt mà. Và ngoài ra thì Nokia 5.4 này còn được sở hữu một cái điểm cộng nữa, đó chính là về phần viên pin. Khi mà em nó được trang bị một cái viên pin là 4000 này, và ngoài ra thì màn hình cũng đủ to để có thể là phụ huynh trải nghiệm. Và cuối cùng ấy, là về phần con chip ấy, thì hiệu năng của chiếc Nokia 5.4 này cũng cực kỳ là phê và có thể là đủ dùng trong vòng 2 năm tới dành cho phụ huynh và ông bà bố mẹ. Và thương hiệu thứ năm mình đi vào ấy là thương hiệu của nhà VinSmart, chiếc VinSmart Lite 4. Thì về sự thể hiện của chiếc Lite 4 này trong năm qua ấy, thì đã quá là rõ ràng rồi khi mà nó gần như là best choice trong tầm giá. Và ngoài ra thì cũng thực sự rất là bất ngờ khi mà chiếc VinSmart Lite 4 đang có mức giá cực kỳ là tốt tại Hoàng Hà Mobile là 3.7 triệu. Và với mức giá này ấy, thì chiếc VinSmart Lite 4 gần như là đồng đều về mọi mặt. Chúng ta sẽ có một cái màn hình rất là nét này với độ phân giải là Full HD cộng, một cái viên pin thì cũng đủ trâu, có sạc nhanh. Và ngoài ra thì hiệu năng của VinSmart Lite 4 thì cũng rất là tốt và gần như là phải nói là best choice trong mức giá. Và chiếc điện thoại này có một điểm cộng nữa, đó chính là về phần camera đi, khi mà cũng gần như là chụp ảnh rất là ngon với mức giá là 3.7 triệu. Và khi mà nhắc đến những cái thương hiệu như là VinSmart ấy thì mình nghĩ rằng là nó không còn gì lăn tăn nữa rồi, quá là đồng đều và mạnh về mọi mặt. Và chiếc điện thoại cuối cùng mình đi vào ấy chắc chắn sẽ là chiếc Oppo A15s. Khi mà mình đã có một cái bài đánh giá gần đây rồi thì chiếc điện thoại này là một chiếc điện thoại tầm trung, mình nghĩ rằng là gần như là đồng đều về mọi mặt của nhà Oppo. Chúng ta cũng có một cái màn hình đủ rộng lớn này và viên pin trâu. Và ngoài ra thì Oppo A15s cũng một cái điểm nâng cấp so với thế hệ đi trước là Oppo A15, khi mà thiết kế thì cũng kỳ là đẹp này. Và ngoài ra thì về phần thương hiệu, Oppo cũng gần như là chiếm được cái lòng tin tưởng của phụ huynh cũng như là ông bà bố mẹ của mình. Mình đã phân vân rằng là đặt chiếc Xiaomi Redmi Note 9 vào, nhưng mà mình nghĩ rằng là phụ huynh thì gần như là khó có thể là tin tưởng vào những cái thương hiệu của Trung Quốc như là Xiaomi. Vì vậy mà mình sẽ cho cái chiếc Oppo A15s vào cái sản phẩm cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay. Và tổng kết ý, thì đó là 6 sản phẩm smartphone mình nghĩ rằng là đáng mua nhất vào thời điểm là cuối năm 2020 dành cho người thân này, dành cho ông bà và bố mẹ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, đó chính là một thương hiệu tốt này, một viên pin trâu, và ngoài ra thì màn hình cũng đủ rộng lớn để có thể là hiển thị dành cho người cao tuổi xem như là ông bà mình. Và tất cả những cái sản phẩm mình kể trên ý, thì đều đang được bán tại Hoàng Mobile với mức giá thực sự rất là tốt. Các bạn có thể là tham khảo ở phần link mình để lấy bên dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.